khi mình là học trò ấy, mình rất muốn là được nói những ý kiến của mình đối với các thầy cô giáo mà ở cương vị quản lý, nhưng không biết tiếp cận bằng con đường nào. Thế thì khi mình làm quản lý thì mình cũng rất muốn là mở những cái đường thư để cho các con có thể tiếp xúc với cô nhiều hơn. Cho nên là tôi nghĩ rằng là mình nên làm một cái hòm thư, tôi lấy tên là Điều Em Muốn Nói. Hoạt động từ cách đây vài năm, đến nay hòm thư Điều Chúng Em Muốn Nói của trường Trung học Cơ sở Trương Dương, thành phố Hà Nội đã nhận được hàng trăm bức thư của học trò gửi đến cô hiệu trưởng. Những bức thư được viết trên giấy vở, có khi là những tờ giấy ngay ngắn, cũng có khi là một mẩu giấy nhỏ cắt vội. Có những bức thư để đạt nguyện vọng cá nhân, có bức thư mật báo chuyện nội bộ trong trường, có thư tâm sự chuyện gia đình, chuyện tình cảm tuổi mới lớn. Em rất thường hay viết thư cho cô hiệu trưởng để mong muốn trường học của mình tốt hơn. Cô sẽ thường họp với hội đồng các thầy cô giáo toàn trường rồi sẽ bắt đầu thực hiện, nếu mà quyết định đấy đều được thống nhất và đồng ý ạ. Bức thư nào cũng được cô hiệu trưởng Vân Hồng đọc và trả lời hoặc phản hồi cẩn thận. Là một nhà quản lý giáo dục, cô Vân Hồng hiểu học trò tuổi teen giờ có cách nghĩ, cách ứng xử rất khác so với thời trước. Vì vậy lại càng phải lắng nghe và luôn khuyến khích các em nói ra những suy nghĩ của mình. Là một cô giáo cũng là một người mẹ luôn, mình cảm thấy cực kỳ xúc động khi các con đã tin tưởng vào mình như vậy. Có điều là làm cho tôi phải thay đổi cái quan điểm của mình về các con học sinh, và có những điều làm tôi thay đổi cả cái chiến lược hoạt động của nhà trường, cái quy hoạt động của nhà trường nữa, và cả với cả cách ứng xử với các thầy, các cô giáo, với các bậc phụ huynh. Những bức thư vừa tình cảm vừa đáng yêu ngộ nghĩnh của các cô cậu học trò như cây cầu nối khiến quan hệ thầy trò ngày càng cởi mở, gắn bó hơn, khiến mỗi ngày tới trường của các em là một ngày vui, vì các em biết ở đó mình được lắng nghe và tôn trọng. Được học tập trong một cái môi trường mà chúng em có thể trao đổi, nói ra những nguyện vọng, những mong muốn của mình với cô hiệu trưởng thì điều đấy là điều vô cùng tuyệt vời. Càng ngày thì nhà trường lại càng phát triển theo cái hướng là đáp ứng được các yêu cầu, cái nguyện vọng, cái mong muốn, cái khao khát của các con học sinh, và hướng tới xây dựng môi trường học hạnh phúc. Đó chắc chắn cũng là niềm hạnh phúc của các thầy cô giáo ở mái trường này.